Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Heidi James Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay cả nhà mình đi công viên chơi các bạn ơi. Thì hôm nay mình đến một cái công viên gần bờ biển á, cho mấy đứa nhỏ chơi trò chơi. Mời cả nhà cùng tham quan với gia đình mình nha. Cái khu vui chơi này nó khá là lớn các bạn, nó rộng lắm, nó có rất là nhiều trò chơi. Thì hôm nay cho hai đứa nhỏ chơi xả láng luôn. Ở đây nó có bán nhiều shop lắm nè, những cái shop bán đồ lưu niệm. Con chị Gình nó đòi chơi tàu lượn này mà Sóc Nâu sợ không dám chơi. Sóc Nâu nói con muốn chơi mà nó cứ bắt con chơi hoài à. Chụp hình hai đứa nhỏ. Trời ơi, Mỹ nó chơi bạo lực lắm các bạn ơi. Nhưng mà cái độ an toàn của nó rất là cao. Đây có bán cái shop quần áo đẹp chưa? Đây là cái phòng bán vé các bạn. Bây giờ hai đứa chờ chơi cái trò xe lửa tàu lượn ở trên không này các bạn. Rồi các bạn coi ghê chưa? Trời, nó đã hú người. Ủa giờ chơi mà nó đảo lộn ngừa cười luôn kìa, đó ghê chưa. Vui quá. Đó bây giờ hai đứa nhỏ chơi nè các bạn. Ủa hai đứa nhỏ ngồi đâu? Đó bây giờ lên đó rồi đó các bạn. Tới đỉnh xong rồi tua cái ao xuống. Bây giờ mới xong. Bây giờ hai đứa nó đòi chơi cái này. Chơi reo lên trên cái cây này các bạn. Nhưng mà cái nền nó là bằng dây hoàn toàn, cho nên là leo phải vừa đu vừa leo á. Chơi cái trò này rất là tốt đó các bạn. Nó giãn cơ thể và nó thông minh nữa. Nó tìm đường nó đi làm sao cho nó đi một cách nhanh và thông minh á. Đó bây giờ hai đứa chuẩn bị lên chơi. Ở đây á, nó rất là bảo đảm cái sự an toàn cho trẻ chơi lắm các bạn. Nếu mà có chuyện gì xảy ra là bắt đầu á, hả, họ đền dữ lắm luôn á, họ đền nhiều lắm luôn á. Cho nên là họ rất là cẩn thận về những cái chuyện an toàn. Đó mỗi đứa họ gắn lên một cái cây đu như vậy đó các bạn. Bà chị Gình là bả lanh chanh chưa, bả đi trước đó. Bây giờ ông Sóc Nâu cũng đi theo rồi. Bắt đầu từ tụi nó sẽ tự động đi chơi và bước qua những cái thanh của cái dây đó các bạn. Rồi nó đi sao nó đi, nó chơi kiểu gì nó chơi, xong cuối cùng tụi nó chán là tụi nó sẽ đu từ cái đường nó đu qua đây nó về đó. Hay ha. Thank you.
Dragon nó đang hướng dẫn Sóc Nâu chơi. Hồi trước có vô đây rồi mà Sóc Nâu nó không dám chơi một mình các bạn. Và hôm nay có Dragon thì nó lại dám chơi. Tại vì có rất là nhiều trò ở Việt Nam không có, mà mình cũng chưa bao giờ thử ở Việt Nam, cho nên nó là không có biết chơi. Sóc Nâu nhá, có chưa đi được. Chị hình nó đi nửa đoạn đường rồi, Sóc Nâu chưa đi. Rồi à, hai đứa nó đi nãy giờ, giờ hai đứa nó muốn muốn đu qua các bạn chị hình luôn. Giờ tới luôn hả? Bây giờ hai đứa nhỏ nhà mình chơi cái trò này. Giờ nhà mình là mấy đứa nó chơi mệt rồi, bây giờ mình đi kiếm gì mình ăn đã các bạn, ăn xong chi tiếp. Bây giờ nhà mình là ăn món Mexico nữa các bạn. Ăn xong vô chơi tiếp. Đây cái cửa hàng của cái quán, cái nhà hàng Mexico. Thì nhà mình order rồi và nhà mình à. Bây giờ mình có thức ăn rồi các bạn ơi, bây giờ cả nhà mình ăn nha. Chi gần ăn chi skill à, ông xã mình thì ăn burrito chính các bạn, món của Mexico á. Rồi hai mẹ con mình chia cái này chứ sợ ăn không hết. Mời cả nhà cùng ăn nha. Thôi ăn thôi các bạn ơi, mời cả nhà cùng ăn với gia đình em nha. Yeah. Tôm, thịt bò, tôm. Like the, I think so. Yeah. I think they made it. Yeah. This is avocado sauce. Yeah. I like that. Em ăn xong em quay tiếp các bạn ha. À, bây giờ hai đứa nó vô trong cái này nó. Trời ơi, bà chỉ cần bà nằm. Thằng Sóc Nâu cũng đứng. Bây giờ cho hai đứa đi vô coi phim các bạn ơi. Hai đứa chuẩn bị vô coi phim các bạn. Một phòng chiếu phim có 4 ghế thôi.
coi được 4 phút rưỡi các bạn. Đó, hai đứa chạy vô nè. Nó nghe cái nó hú hồn chạy vô liền. Rồi hai đứa nó nhảy ra cái trò chơi này nó chơi các bạn. Để quay chút xíu cho các bạn xem cái trò này nó cũng bẩn. Đó, nó lộn ngược luôn mấy chưa. Đó. Sốc nâu chi là chưa lộn. Lộn rồi. Ôi, hai đứa nó lộn rồi. Trời, lộn ngược người xuống luôn á các bạn. Dễ sợ. Mình mua một cái hũ kem gì ta, dứa á các bạn, cái thơm á, ngon lắm, ở đây nổi tiếng rồi các bạn. Một ly này cho $6. Bây giờ hai đứa nhỏ nó đang chơi, nó muốn chơi cái leo núi nè các bạn, leo núi tảng đá đó. Sóc nâu lần đầu chơi luôn á các bạn. Con chicken thì nó chơi nhiều rồi, sóc nâu lần đầu luôn á. Ôi trời, ổng leo kìa, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ. Ai, sóc nâu fall down. Cố lên con trai ơi, cố lên. Good job. Gần đổi lên rồi. Gần nó không muốn chơi gần thì khó leo. Nó chạy qua tới đây rồi. Trời ơi, mấy đứa Mỹ nó giỏi lắm các bạn, nó được huấn luyện từ nhỏ. Đó, té. Rồi té luôn rồi. Còn con mình đâu có điều kiện đâu các bạn, ở Việt Nam á. Đâu có điều kiện chơi mấy cái này đâu, mà có cũng ít lắm. Cố lên sóc nào, cố lên. Đó, ổng cố ổng leo. Cố lên. Ổng thấy đau tay quá. Ổng leo xuống, ổng nói lòng tay quá ổng leo xuống. Trời ơi, bà này giờ bà chưa leo lên nổi nữa. Ôi, chi gần leo lên tới đó rồi kìa. Ồ, ghê chưa. Đau tay lắm các bạn. It's ok, vô cùng quá. Người ta thấy mình quay video, cái người ta né đi. Hai các bạn ơi, bây giờ mình dừng cái video ở đây nha. Thì tụi nhỏ nó chơi hết những cái trò chơi ở đây rồi. Mà bây giờ tụi nó chơi lại không à. Nó chơi cho hết ngày các bạn. Thì hôm nay hai vợ chồng mình mua vé bao trọn gói đó. Thì mỗi đứa 30 đô. Thì hai đứa 60 đô. Thì có thể chơi cả ngày. Chơi bao nhiêu lần cũng được, chơi cả ngày luôn. Cho nên nó là chơi hết rồi, rồi coi phim rồi, rồi cũng chơi tùm lum hết trơn rồi. Thì bây giờ tụi nó chơi lại nữa. Tụi nó thích trò chơi nào tụi nó chảy thì tụi nó chơi nữa. Thì bây giờ mình up cái video ở đây nha. Rất là vui khi mà chia sẻ được một ngày vui chơi của gia đình mình đến cho cả nhà trên YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.